Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu đến anh em chiếc đèn LED di động hỗ trợ quay phim và chụp hình đến từ thương hiệu Aiquata. Sản phẩm có mã hiệu là Genius Pro GP01. Thì như anh em có thể thấy, trên hộp có in một số những thông tin để anh em có thể tiện theo dõi như giải nhiệt độ màu từ 2600 độ K cho đến 6000 độ K, sạc thì là qua cổng Type-C và đèn có trang bị nguồn phát sáng 7500 lux. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh sản phẩm. Wow, thật là bất ngờ khi bên trong hộp chúng ta sẽ được nhà sản xuất tặng kèm hai chiếc túi đựng giúp bảo vệ, rất là thuận tiện đối với những em nào mà thường xuyên di chuyển hoặc là mang vác đi du lịch. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc túi đầu tiên ra xem bên trong có gì nhé. Và đây chính là chiếc đèn Aiquata Pro GP01. Để qua một bên, bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp bên trong sẽ có những phụ kiện gì. Đây sẽ là một cái sợi dây cáp sạc Type-C. Còn đây là dụng cụ móc treo giúp anh em có thể móc sản phẩm vào ba lô để tránh thất lạc. Và cuối cùng là một sách hướng dẫn sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp chiếc túi còn lại nhé. Và chiếc túi còn lại bên trong chính là một cái đầu bonehead giúp gắn sản phẩm đèn lên tripod hoặc máy ảnh. Thì việc nhà sản xuất có tặng kèm theo túi bảo vệ, đây là điều chứng tỏ hãng rất là quan tâm tới người tiêu dùng. Và đối với mình đây là một điểm cộng rất là lớn. Quay lại với nhân vật chính, đầu tiên sản phẩm này có thiết kế rất là nhỏ gọn với chất liệu hợp kim cao cấp cho cảm giác cầm rất là đã tay. Mặt trước chúng ta sẽ có một tấm diffuser tản sáng. Và điều đặc biệt trong thiết kế là tấm tản sáng này có thể dễ dàng tháo lắp với cơ chế nam châm. Nếu bạn nào chưa biết miếng diffuser này có tác dụng gì thì mình sẽ giải thích sơ qua. Thì nó có tác dụng giúp làm mềm và mịn ánh sáng hơn. Phía dưới miếng tản sáng này chính là chiếc đèn LED với tổng cộng 144 bóng. Mặt sau sẽ có hai bánh răng để điều chỉnh công suất và nhiệt độ ca. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở đèn và demo cho các bạn luôn. Bánh răng đầu tiên sẽ giúp các bạn điều chỉnh công suất đèn thấp nhất là từ 5% và cao nhất là 100%. Với thông tin từ nhà sản xuất, đèn có thể hoạt động trong vòng 1 tiếng với 100% công suất và lên đến 17 tiếng liên tục với 5% công suất. Còn bánh răng bên dưới giúp điều chỉnh nhiệt độ ca là nhiệt độ Kelvin đó. Ngoài ra chiếc đèn này còn có một nút bấm riêng để có thể kích hoạt chế độ Turbo giúp đạt hiệu suất 150% độ sáng tối đa khi mà bạn cần một cái nguồn sáng mạnh. Trên đây thì sẽ có một cái màn hình Smart OLED để anh em có thể tiện theo dõi các thông số như là phần trăm pin hoặc là chế độ màu mà em đang set. Phía bên hông có hai lỗ ốc 1/4 và một cổng sạc Type-C với dung lượng pin lên đến 4700 mAh. Còn trên những cái phần viền cạnh này sẽ có những cái lỗ thoát khí giúp tản nhiệt khi mà anh em sử dụng đèn liên tục trong thời gian dài. Với giá 3.290.000, anh em sẽ có ngay một chiếc đèn LED di động chuyên nghiệp với thiết kế nhỏ gọn, giúp trợ sáng tốt khi chụp hình, livestream hoặc là quay phim trong những cái môi trường, không gian chật hẹp mà thiếu ánh sáng. Ví dụ như là anh em đi quay xe hơi mà quay nội thất chẳng hạn. Thì nếu anh em thích video này, hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.